Tại một trong những trận cầu rất đáng chú ý thuộc vòng 3 giai đoạn 2 LS V-League 1 2020, Than Quảng Ninh sẽ đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai ở đại chiến trên sân Cẩm Phả. Với Hoàng Anh Gia Lai, sau hai thất bại liên tiếp, họ đang rất quyết tâm để có được một kết quả tốt, lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Trong khi đó, với đội chủ nhà, họ cũng cần giành chọn 3 điểm để tiếp tục cuộc cạnh tranh khốc liệt cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Trước cuộc chạm trán thú vị này, cùng kênh YouTube VPF Media, điểm mặt 5 cái tên hứa hẹn sẽ tỏa sáng để mang về lợi thế cho đội bóng chủ quản. 1. Claudicia. Sau giai đoạn một xuống phong độ trầm trọng khi thi đấu trong màu áo của Hải Phòng FC, Claudicia dường như đã tìm lại chính mình khi chuyển đến thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Chỉ cần chơi 4 trận, trung phong người Brazil đã ghi gấp đôi bàn thắng nếu so với 11 trận đấu chơi ở đội bóng đất cảng ở mùa giải năm nay. Dù vẫn còn đó những pha xử lý khá vô duyên và bỏ lỡ không ít cơ hội trong những trận đấu gần đây, nhưng chắc chắn tiền đạo sinh năm 1989 vẫn là một trong 5 cái tên được người hâm mộ kỳ vọng tỏa sáng ở trận đấu tới đây. Nếu có thể tiếp tục đóng góp những đường kiến tạo hoặc trực tiếp ghi bàn, Claudicia sẽ giúp đội bóng chủ quản tiếp tục vững bước trên hành trình cạnh tranh chức vô địch LS V-League 2020. 2. Jamie Lynch. Bên cạnh Claudicia, Jamie Lynch cũng là một trung phong được người hâm mộ đội bóng đất mỏ chờ đợi sẽ chọc thủng lưới Hoàng Anh Gia Lai. Dù đã bỏ lỡ đến 4 trận đấu của đội nhà ở mùa giải năm nay vì lý do chấn thương và thẻ phạt, nhưng chân sút người Jamaica cũng đã kịp ghi 5 bàn cho Than Quảng Ninh. Trong bối cảnh không được phép chơi cùng người đã gặp ăn ý Diego Fagan do cầu thủ này đã trở về đội bóng chủ quản, Jamie Lynch sẽ cần phải phối hợp tốt với các vệ tinh xung quanh để có thể tỏa sáng trong trận đấu tới đây. 3. Giang Trần Quách Tân. Kể từ sau sự ra đi của bộ đôi Nghiêm Xuân Tú và Mạc Hồng Quân, cùng với cầu thủ trẻ Nguyễn Hải Long, Giang Trần Quách Tân luôn là cái tên được kỳ vọng sẽ bùng nổ nơi hàng tiền vệ của Than Quảng Ninh. Không phụ lòng người hâm mộ đội bóng đất mỏ, những vòng đấu gần đây chứng kiến cầu thủ sinh năm 1992 luôn ghi được những bàn thắng rất quan trọng, đóng góp vào thành tích chung của đội bóng. Dù vậy, ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng đấu vừa qua, chính từ sau pha xử lý không dứt khoát của Quách Tân khi có cơ hội dứt điểm về phía khung thành của Quang Tuấn đã mở ra cơ hội để đội chủ nhà ghi bàn thắng ấn định tỷ số hòa 1-1 chung cuộc. Trong trận đấu sắp tới với Hoàng Anh Gia Lai, Giang Trần Quách Tân cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể tỏa sáng và đóng góp vào mục tiêu giành chọn 3 điểm của đội bóng chủ quản. 4. Chevy Watts. Phía bên kia chiến tuyến, sau những trận đấu nhạt nhòa trong thời gian gần đây, người hâm mộ đội bóng phố núi đang rất kỳ vọng tiền đạo mũi nhọn Chevy Watts có thể nổ súng giúp Hoàng Anh Gia Lai tìm lại niềm vui chiến thắng. Thống kê cho thấy, 6 trận đấu mà tiền đạo sinh năm 1995 ghi bàn kể từ đầu mùa giải là 6 trận đấu mà Hoàng Anh Gia Lai không biết đến mùi thất bại và giành chiến thắng tới 4 trận. Điều đó cho thấy vai trò quan trọng của chân sút 25 tuổi trong đội hình của đội bóng phố núi. Nếu có thể nổ súng trong trận đấu với Than Quảng Ninh tới đây, Chevy Watts sẽ thêm phần tự tin để giúp Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tốt hơn trong phần còn lại của mùa giải. 5. Nguyễn Văn Toàn. Cùng với Chevy Watts, Nguyễn Văn Toàn cũng là một cầu thủ mà các đồng đội có thể đặt chọn niềm tin. Dù mùa giải năm nay chứng kiến số bàn thắng của chân sút sinh năm 1996 bị giảm rõ rệt so với năm ngoái, tuy vậy, điều đó không có nghĩa là tiền đạo người Hải Dương không còn đóng vai trò quan trọng trong đội hình của đội bóng chủ quản. Đã rất nhiều lần tại LS V-League 1 2020, chúng ta được chứng kiến Văn Toàn có những tình huống kiến tạo như đặt cho các đồng đội lập công. Chỉ cần thoát được sự kèm cặp của hàng phòng ngự đội chủ nhà, Văn Toàn hứa hẹn sẽ là cầu thủ cực kỳ nguy hiểm và đáng chú ý ở đại chiến trên sân Cẩm Phả sắp tới. Trên đây là top 5 cái tên hứa hẹn tỏa sáng trong trận đấu giữa Than Quảng Ninh và Hoàng Anh Gia Lai. Theo các bạn, ai sẽ thể hiện được vai trò của mình ở đại chiến này? Cuộc đối đầu giữa đội bóng đất mỏ và đội bóng phố núi sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 20 tháng 10 trên sân vận động Cẩm Phả.